Vâng, cứ là âm thanh số đỏ xin kính chào toàn thể các bác ạ. Có lẽ đây là một cái lô loa mà rất là nhiều người mong chờ, cũng đã nhắc em mấy lần rồi, cũng đã nhắc em liên tục trong thời gian vừa qua. Đó là hãy lên sóng đi để bán đi. Đợi gì nữa? À, không ai khác nó chính là ông Hoàng Vũ Trường GM Audio các bác nhé. Với mã là V10 cộng, bản đời cao nhất của dòng V rồi. Đấy. Thì đối với GM mọi người không còn quá xa lạ nữa đâu đúng không ạ? Quá xa, không quá xa lạ, nó là ông Hoàng Vũ Trường, một cái biệt danh mà phải nói là quá đẳng cấp ở trên thị trường. À, tại sao nó lại có một cái biệt danh như vậy các bác? Cái biệt danh này thực sự nó là một cái biệt danh mà do những người làm âm thanh ở bên từ Trung Quốc hoặc là những người chơi âm thanh từ Việt Nam, người ta đã quá quen thuộc với cái nhãn hiệu này. Ông Hoàng Vũ Trường nó sẽ gắn liền với hai cái mác, đó là một là dòng loa của Nixon, hai là dòng loa của GM. Thì bên Trung Quốc, đó đây là hai dòng loa được sử dụng trong Vũ Trường nhiều nhất trong tất cả các hãng các bác đấy, GM và Nixon đấy. Thì đối với Nixon thì cái số lượng bán ra làm trong quán bar thì ít hơn so với GM, bởi vì GM giá thành họ tốt hơn đấy. Thì ở thị trường Việt Nam thì hiện tại bây giờ cũng có rất là nhiều phòng quẩy quán bar đang sử dụng Nixon, nhưng ở Việt Nam thì người ta hay dùng Nixon bát 20, bởi vì với Nixon 25 thì giá thành hơi cao, cho nên là người ta cũng 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 chưa có điều kiện để chơi. Còn đối với GM thì hiện tại rất tiếc là hiện tại thì chỉ Việt Nam là chưa có nhà phân phối chính thức, cho nên họ không thể nhập được hàng mới để mà lắp đấy, rất là ít, cho nên là không chưa có người nhập về để bán để mà lắp hàng mới được đấy, chưa có đại diện, thì rất là tiếc với GM đấy. À, vì sao mà chúng ta lại biết được là với GM nó lại được Hoàng, biệt danh là ông Hoàng Vũ Trường các bạn? À, cái tên này nó là sự thật. Bởi vì sao ạ? Bởi vì GM và Dixon là một hai cho hai hàng loa, nó kích thước không hề lớn. Các bác lưu ý không em, những cái vòng ba vòng quẩy Việt Nam hay cái bên nước ngoài ấy, người ta không lắp loa lớn đâu bác. Thường là 25, thường 25. Ở Việt Nam này dùng 20 là nhiều, đó rất là nhiều 20. Nhưng đối với chuyện cần nước ngoài thì chuyện chúng ta chỉ dùng 25. Đấy. Và trong tất cả các nhiều thương hiệu loa, nhưng người ta lại chọn ra hai thương hiệu đó là GM là một thương hiệu được nhiều nhất, sử dụng nhiều nhất. Thứ nhất về cái giá thành của GM là tốt. Đấy. Thứ hai là GM là một trong những dòng loa cực kỳ sạch về chất âm. Có thể nói về chất âm của nó cực kỳ sạch và cái lời nó rất rõ ràng nếu đánh ở hiệu suất cao. Các bác lưu ý rằng em là khi chơi trong những phòng quẩy quán bar thì lúc nào cái âm lượng gần như là maximum, và với những dòng loa đạt yêu cầu khi vào trong những âm lượng lớn như vậy thì cái chất lời ra vẫn phải rõ ràng, người nghe vẫn phải rõ được từng câu từng chữ ca sĩ hát, hoặc là những cái bản nhạc nghe phải tí tách nghe rõ ràng được. Thì Nixon và GM nó là hai dòng loa hiện tại bây giờ đỉnh mà được ưa chuộng nhiều nhất. Và riêng GM này các bác lưu ý cho em, là những lời hát của ca sĩ cho dù ở quán bar có mạnh lớn bao nhiêu đi chăng nữa thì GM nó vẫn ra chất âm sạch bong luôn cho các bác luôn, rất rõ ràng, tiếng cực chắc rõ ràng, rất khôn về cái chất âm đấy, đó là cực đỉnh luôn. Cho nên vì sao mà nó được mệnh danh là ông Hoàng Vũ Trường là vậy đấy. À, với GM thì ngày hôm nay số lượng bên em về cho các bác đây là 60 cặp và hiện tại đang vệ sinh chưa hết các bác nhé, đang và e căng đã tháo giặt rồi. Em đây, đây là hai chiếc e-căng em vừa ướp vào đây, bác nhá. Em vừa đậy thôi, em vừa đậy làm mẫu cho bác thôi, chứ còn hiện tại là em đang phơi về kia, chưa khô hết, em chưa lắp vào bác nhá. Em đậy tạm vào đây cho bác xem thôi. Đấy, kiểu dáng cực kỳ đẹp này, thùng vách rất đẹp luôn, và e-căng bo góc, nó bo ôm xung quanh cái loa. Nhìn cái loa GM chúng ta ôm lên nó rất là chắc nịch, cảm giác nó vừa tay, nó là sướng các bác, nhìn rất là thích luôn. Đấy, và với GM thực sự có một cái điều may mắn, đó là thời điểm này GM là em đã lấy được từ cái thời cách đây mấy tháng rồi, và giá họ đó rất là tốt, cho nên giá ngày này em bán luôn mọi người là đôi loa này hiện tại em sẽ bán với giá là 7 triệu đồng cho một cặp, 7 triệu đồng cho một cặp thời điểm này. Nếu thời điểm này bây giờ mua vào nhập vào, nếu đi mua hàng từ bên Trung Quốc về thì khẳng định các bác thời điểm này cái giá bán ra sẽ không thể mua được bằng giá nhập vào bây giờ, bởi vì GM hiện tại bây giờ đang bị đẩy giá ở Trung Quốc rất là mạnh, bởi vì khan hiếm hàng và tiền tệ nó lên nữa. Hiện tại bây giờ một đôi loa GM nếu nhập về bên Trung Quốc chưa cước về này đã gần đã 8 triệu rồi này. Thực sự may mắn với em là em đã lấy được giá tốt từ hồi đầu, nên bây giờ em vẫn bán được giá cũ, em vẫn quay lại cái giá cũ cách đây 2 năm em bán, không tăng đồng nào đấy, rất là tốt các bác nha. Và đây là cơ hội chúng ta mua được GM thời điểm này giá xì hàng xịn, giá tốt, chỉ những người nào lấy được thời điểm trước ấy, thì mua được giá tốt thế này, còn nếu mà lấy bây giờ thì chắc chắn là giá sẽ khá là cao. Và với GM V10 cộng là một trong những model đời cao nhất bây giờ rồi, đời cao nhất của GM về cái dòng loa đời V này, tiếng cực hay luôn đấy, kiểu dáng là thùng cân, nó là thùng cân các bác nhá, thùng cân luôn đấy. Công suất làm việc của GM nó chỉ 250W nhưng cực kỳ chai lì đấy, ở chỗ kháng tăm ôm và độ nhạy của loa này lên tới 98 decibel các bác nhá. Và loa thì tất cả loa này em chưa hề vệ sinh một chút nào,
em chưa hề đụng chạm chút nào bác nhá. Đây, em chưa hề đụng chạm chút nào cả. Tất cả loa này vừa bóc ra như thế nào em để nguyên như vậy em quay video bác. Tính của em này cũng không có màu mẻ lắm. Khi nào em đi hàng thì em mới lau vệ sinh thôi. Còn tất cả em sẽ để nguyên để em quay lên video cho bác này. Loa này, từng cái màng loa này. Bác nhìn này. Cực nét luôn. Cực đẹp, gần gác mọi thứ zin hết 100%. Không đụng chạm cái giác luôn. Đấy. À, đối với dòng loa GM, nói thật các bác là tất cả dòng loa GM này có một cái điều mà em phải nhắc các bác luôn. Đó là những dòng loa bãi thì 99% bọn em sẽ phải kiểm tra phân tần nếu trường hợp bị lỏng những quân trở. Thì bởi vì cái dòng GM này nó sẽ có những quân trở xứ, quân trở màu xanh. Nó hay rất là hay bị lỏng, bọn em phải về gia cố lại hết cho các bác, đó là chấm lại mối hàn để cho nó cái chì nó dẻo lại để cho nó bám chặt lại những cái chì đó, trong trường hợp chúng ta về chúng ta dùng nó sẽ bị lỏng. Đấy. Còn tất cả mọi thứ là vệ sinh đét 100% bác, linh kiện vệ sinh để đánh mới sướng được. Chất âm loại này hát karaoke phải nói là siêu đỉnh luôn. Nếu các bác nào cái điều kiện ghép cùng với đôi phụng 30 nữa thì nó phát thực sự các bác luôn, không có bàn cãi gì nữa. GM mà ghép cùng với một quân sub thì nó thật các bác hay như gì, các bác ghép cùng lo full 30 cũng vẫn ghép ok. Lo này lời cực kỳ đỉnh luôn. Bát ra nếu chúng ta dùng không gian vừa phải thì bát rất là vừa. Không quá sâu, không quá trầm, không có khó chịu nhưng lại vớt là vừa đủ đầy đủ. Đấy, rất là hay, cực kỳ hay luôn. Và bây giờ em mời các bác cùng xem nội thất bên trong loa này, nó đặc biệt cỡ nào bác này. Tại sao nó lại chất như vậy các bác nhé. Và cái điều đầu tiên chúng ta đi vào đôi loa này, em muốn nhắc các bác đến cái phần tần của đôi loa này. Thì thực sự là GM họ làm cái phần tần dối quá đẹp luôn. Phần tần dối là một trong hai phần đồng phần tần mà hiện tại bây giờ đang hot nhất hiện tại thị trường bác nhá. Phần tần dối là một phần tần giá trị cao hơn rất là nhiều so với dòng phần tần men hiện tại chúng ta đang thấy thị trường đa số bây giờ. Thì dòng loa này nó sử dụng kết hợp giữa cả hai luôn và sử dụng tới hai phần tần đấy, một và hai. À, tất cả dòng phân tần của dòng loa này đều được làm một chữ là chữ nhôm tản nhiệt bằng lá nhôm và dây sử dụng là dây chuyên dụng, bởi vì đây là một dòng loa hiệu đánh hiệu suất cao cho nên họ sử dụng toàn bộ là dây chuyên dụng hết 100%, dây chuyên dụng bác nha. À, và đặc biệt cái đôi loa là tại sao mà các bác thấy là dòng loa này GM rất ít khi bị cháy chép. Đấy, rất hiếm khi đấy, bởi vì GM đánh hiệu suất cao rất là lớn, họ đánh ở trong quán bar lúc nào bác thấy rất là lớn đúng không ạ, nhưng mà con chép lại hoàn toàn không bị tình trạng chạng gì cả, bởi vì nó đã tích hợp một cái bo ở đây, cái bo là bo chống cháy tép. À, chúng ta có thể gọi một số người hay gọi là bo chống hú đấy, bo chống hú cũng được, một số người gọi bo chống hú cũng được thôi, mà chúng ta gọi là bo chống cháy tép cũng được. À, nguyên tắc của nó cũng nó cao hơn một chút so với đầu ở trước, chúng ta thấy là dòng lo bo nó có một cái bóng đèn, cái bóng đèn đó. Thì lúc nào mà hú thì cái bóng đó nó sáng lên, nó sáng thì nó xả bất điện đi, thì nó giống như đó là cái dạng cơ. Chúng ta gọi là những dạng phổ thông gọi là dạng cơ, bây giờ là gọi là chống cháy tép dạng cơ cơ bản nhất đấy. Đấy, còn đối với dòng loa này thì họ sử dụng cao hơn, đó là một cái bo, cái bo này chúng ta gọi là bo chống cháy tép đấy. Thì cái bo này trường hợp khi nào chúng ta bị hú hoặc là cường độ âm thanh quá cao ở trên con chép thì cái bo này nó sẽ cắt, nó sẽ bảo vệ con chép, nó cắt những cái dãy hú đi, nó cắt những dãy hú, nó không cho ra tép và nó sẽ làm cho cái tép chúng ta nó không bị quá mức hoạt động, nó sẽ không gây tình trạng là bị cháy tép. Cho nên chép của dòng loa GM gần như là em chưa thấy ai bị cháy bao giờ. Chưa thấy ai bị cháy bao giờ. Không biết là có xác suất có bị có hay không. Có thể là bị do xung điện như nào không biết, nhưng thực sự là bên em bán hàng là cũng chưa bao giờ thấy loa GM bị cháy tép. Thực sự luôn, chưa thấy. Các bác nha, rất là hay. Đấy. Và cuộn cảm rất to, bán cuộn cảm bát này, cuộn cảm chép này. Phần tần của nó cực kỳ chất luôn. Quá chất các bạn. Rất chất nha. Đấy. Còn về với bát của dòng Selection đây. Đó chính là cái bát của dòng Selection. Chính là cái dòng gọi là dòng bát huyền thoại Selection. Thì hiện tại Selection nó còn có hai đời, đời sau này thì họ sẽ làm là xứng đúc, còn riêng những đời huyền thoại hồi xưa đầu tiên đó, chúng ta thấy là mọi người các bạn là hàng xịn của nó phải là xứng sắt ấy. Thì đời này nó phải sự là vẫn là xứng sắt dập, à, sắt dập các bác nha. Đấy, con này á, con này côn không hề to các bác nha. Bình thường một đồng loa các bác nhớ là em là để dòng loa mà côn càng bé có suất càng lớn thì nó càng hay, và đôi loa này nó là như vậy. À, đôi loa này công suất của nó lên tới 250W công suất làm việc, có nghĩa tương đương với những dòng loa đang sử dụng côn 65. Nhưng con này nhớ không nhầm, con này chỉ dùng côn 50 mấy thôi, 60 từ cùng. Côn rất là bé bác, nhưng độ chai lì của nó thì khủng khiếp. À, côn càng bé công suất càng lớn thì nó thật các bác tiếng càng đã. Đấy, màng loa cực kỳ đẹp, gần 3 sóng. Dòng loa này là một trong những cái bát loa hiện tại nổi là nổi tiếng nhất của Selection về cái dãy lời, hay nhất hiện tại bây giờ luôn. Cái dòng bát này là hiện tại của nó là hay nhất. Hiện tại em có một dòng loa Selection bát 30 nữa. Đó là dòng đó thì nó chuyên về bát các bác. Cái model nó thì chuyên về bát thôi. Nó lại không ra lời hay được, nhưng mà bát nó rất là mạnh. Thì đây là cái model mà họ làm cho cái dòng loa GM nó đẳng cấp hơn. Một chiếc bát của hãng Selection kẹp tử trắng các bác nha. Mọi thứ rất đẹp luôn.
đúng tinh tế thôi, một chiếc bát giá trị đồng tiền bát gạo luôn, rất đẳng cấp các bác ạ. Đấy à, nhưng muốn nói với dòng loa này nổi tiếng nhất thì nó là con chép này bác này. Đấy, một số người có vậy vui vui cái câu mà nói hơi bậy bậy chút bác gì ạ, người thì nhỏ mà cái ré nó to, thì đúng là loại này nó vậy này. Các bác thấy là cái loa thì nó bé xíu à. Đấy, cái loa này nó chẳng to lắm đâu, kiểu dáng nhìn nó rất là nhỏ mignon, cái phễu không có to, nhưng mà cái củ chép thì nó thật các bác, to vãi chưởng luôn, to thật đấy các bác ạ. Cái mã chép củ to thế biết. Đấy, nhưng một số người quậy vui vui nhìn cái chép thì cái loa bằng cái xíu mà trong cái tủ chép nó to này, cái ré to thế. Đấy, thì thực sự là nói như vậy bác, GM nó là như vậy. Phần chép của nó thì nó thật các bác là sử dụng chép Celestion, một cái đời chép CDX 1 1745 là con chép dành cho đời full 30 các bác. Đấy, chép dành cho những đời full 30 loa mắc tiền của Celestion rồi đấy. Thế là không ngờ là được tích hợp ở trong cái dòng loa GM này. Chứ nó là loa 25 mà tích hợp tép 30 luôn, thỏa nào nó mạnh thế. Thỏa nào mà nó khỏe thế, tiếng nó phóng ác thế. Rất đẳng cấp này. À, họng được làm bằng sợi sợi composite các bác. Đấy, sợi composite rất là dày. Thì dòng này cái tép to họ làm rất là dày bác. Cái tép của cái dòng này rất là to cho nên họ làm cái họng phải nó siêu dày luôn, rất là khỏe. Còn tép phải nó cực kỳ đã các bác, to lắm, to bác nha. Đấy, thì một đôi loa đẳng cấp như này thực sự với cái giá thành hiện tại bây giờ mọi người đang mua ưu đãi 7 triệu đồng, nhưng mà đôi loa này thực sự một cái giá rất là tốt các bác, thời điểm này luôn. Thực sự thời điểm này mà một đôi loa hàng xịn mà giá này cũng rất là tốt. Hiện tại bên em còn chưa vệ sinh hết các bác này, đang để đây kìa, rất là nhiều đây này. Đấy, thì các bác thấy là thời điểm này chúng ta mua được đôi loa GM7 giá 7 triệu là một giá rất là tốt. Và nếu mà chúng ta mà để sau một chút nữa thì thực sự em cũng không biết là em có lấy được không, bởi vì giá bây giờ nó đã lên quá cao rồi. Với giá cao như vậy và năm nay thời dịch bệnh khó khăn đến này thì chắc em cũng không dám nhập. Nhưng may mắn là lâu này em đã lấy được sớm một chút thì đúng là cũng là một cái may mắn trong cuộc đời chúng ta các bác. Cuộc đời nữa, em cũng rất là may mắn rồi đúng không ạ? Đấy, thế thì những bác nào hiện tại mà đang có nhu cầu để xài một đôi loa GM siêu đẳng cấp để hát ra karaoke nó hay thì đây là một cái lựa chọn. Với phân khúc mà tầm 7 triệu thì hiện tại em đang có rất là nhiều loại các bác, như là loa của CD cũng còn này, hoặc là loa của Rian cũng còn này, rất là nhiều dòng loa tầm đó 7 triệu. Nhưng để nói về hay là loa chú sao có 6 triệu rưỡi đâu, loa chú sao có 6 triệu rưỡi chắp neo đầu hàng luôn. Đấy, nhưng để nói về lời hát và sự rõ ràng, tiếng nó chắc rõ ràng thì thực sự là trong các model hiện tại em đang còn thì model này là tiếng lời nó ra đẳng cấp nhất, rõ ràng nhất, khôn nhất. Đấy, còn bát thì có thể là một cái dòng đó như Rian thôi, bát sẽ mạnh hơn chẳng hạn, đấy có sẽ mạnh hơn. Nhưng để nói về cái sự chi tiết rõ ràng thì thực sự GM nó là một cái gì đó có để khó có một thương hiệu nào vượt qua. Có thể em mà so sánh với nó hiện tại bây giờ chắc là ngang giá, lại có thể là tốt, là tốt được sang giá so sánh được với nó. Còn nếu mà cạo cấp hơn thì có thể là nó nứt sổ rồi, chứ còn thực sự là cùng phân khúc thì em chẳng thấy cái tên tuổi nào mà được mệnh danh là ông hoàng vũ trường à, chưa có. Cùng phân khúc như GM hiện tại chưa có một tên tuổi nào được mệnh danh là ông hoàng vũ trường ngoài GM Audio ra các bác nha. Đấy, cảm ơn các bác rất là nhiều đã xem video này. Nếu bác nào đang thích đôi loa này hãy liên hệ ngay cái hai bên em. Cảm ơn các bác ạ.